Is she a great woman? Is she a great woman? Woman thì dễ đọc rồi ha. Bây giờ đọc chữ great với tôi nè. Great. 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 Ok. Bây giờ cái bài chúng ta học trước rồi đó, mình viết cái chữ great này đó. Thí dụ tôi viết great thế này. Đó, great. Đúng chữ great không? Đọc với tôi đi, great. Great. Alright, tôi cũng viết là chữ giống giống vậy. Hai cái này khác nhau phải không? Hai cái chữ E, đây là E. Chữ này đọc là gì? Great. 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 Mà mình trật chút xíu là khác nghĩa liền, thấy không? Cho nên vì vậy mình mới học phiên âm quốc tế kỳ trước. Tôi có dạy cho lớp mình cái cách để mà phân biệt nhờ hai cái phiên âm quốc tế. Nếu mà người ông thầy hay là mình nghe người Mỹ mà đọc tới cái chữ này đó, thì mình đánh dấu liền cái phiên âm quốc tế lên là great. Chỗ này great, great này viết làm sao ai nhớ? Phiên âm quốc tế. Chị bỏ phiên âm quốc tế thì viết phiên âm quốc ngữ giùm tôi. Chữ great này là chữ E nè, đúng không? E con dê đó, đúng không? Nghe không? Đấy, mình đọc này là great, đừng khỏi lẫn lộn. Còn mình viết cái chữ này thì mình viết chữ Y. Y thôi, Y thường thôi, quốc ngữ mà. Y thường thôi. Great, nha. Nếu mình siêu hơn mà nhớ được bài thầy dạy, thì mình viết cái chữ great ở trên này bằng cái chữ E-Y. Đây là phim quốc tế này, E-Y. E-Y đọc với nhau, đọc là A, nhớ không? A, nửa E, nửa A mà nửa E. A, nhớ không? Nửa A mà nửa E, đọc là A. Giống như today, là ngày hôm nay. Thì chữ này đọc là great. Great. Chứ không phải là great. Nó là great. Ok. Còn cái chữ này là Y dài thôi. Chỗ này anh viết bằng Y. Có hai chấm là chữ Y kéo dài. Đọc này tôi là Y. Great. A. Great. Khác nhau, rõ ràng không? Rồi. Vừa ôn lại được cái phim quốc tế luôn, nhớ không? Cho nên great woman là một người đàn bà vĩ đại, lớn, nhớ. Vĩ đại. Who is she, by the way? Câu số 5. Đọc với tôi. Who is she? Who is she? By the way. By the way. Who is she, by the way? Who is she, by the way? Who is she, by the way? Tức là bà ấy là ai vậy? By the way. À này. Cái chữ by the way có nghĩa là à này. À này. Vậy bà ta là ai? Chữ by the way có nghĩa là như vậy. Ví dụ mình đi ra hai người gặp nhau, hai chị em gặp nhau, cái hỏi thăm câu chuyện chị mình khỏe không, làm sao ông xã lúc này bình an không. Cái này à, by the way, chị có tiền không? Cho tôi mượn. Đó, thì cái lúc mà mình quay cái câu lại rồi mình đổi đề tài khác đó, mà cho nó đỡ không? Đỡ cho ngượng ngùng á, đỡ cho nó kỳ cục, chứ khi không gặp nhau cái gì cho tôi mượn tiền nữa, nó kỳ quá. Thấy không? Thì hỏi năm điều 10 chuyện qua rồi cái à, by the way, anh này, chị có tiền lẻ không? Cho tôi mượn ít. À, tại cái lúc là mình by the way. Ok? Nha. Yeah. Cũng như mấy bà Mai đó đi tới, là Mai họ đâu có nói liền đâu. Họ vô rồi bên kia mời uống trà, uống nước, nói năm điều 7 chuyện rồi mới bắt đầu. À, hỏi gì? À, cháu ở nhà đó, có ai hỏi chưa? À, by the way. Yeah, là tôi biết cái cậu này này kia được, nghĩa là để ý của ta lắm này kia, mình đi làm mai mà. Quý vị biết không, trên đời có bốn cái ngu đó, một cái ngu là một cái ngu nhất là đi làm mai. Phải không? Phải bốn cái ngu đó phải không? Đi mượn tiền giùm ta với là đi làm mai là bị dễ bị chửi chứ. Thôi đừng nói mấy cái kia. Cái kia nó cũng là hình như là thể thao hay gì á, chứ không phải, chứ không có gì vậy đâu. Ok.
By the way là mai nghĩa nói làm sao? À, thế tôi dùng chữ mai là by the way. By the way mình nói luôn rồi. À, by the way là mai nghĩa nói tiếng Mỹ làm sao? To match. À, đây. Cho quý vị chữ này bữa nay mình về thì làm mai ha. Cho nó ngu luôn. À, match. À, to match. Yeah. Tu mét là làm mai ha. Tu khi nào tôi biết chữ nào có chữ tu đằng đầu biết nó là cái động từ. Tu mét đọc của tôi match 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 là gì nữa ai biết? Hộp quẹt. Match cũng là quẹt tại sao quẹt thì nó nằm rỗng nằm đều 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 nó đều mấy cái quẹt mình mở ra nó đều là cái đó là nó là cái match đó. Tại vì nó nằm đều. Còn hai cậu đó cô bồ hợp nhau lắm á thì nó là they match each other, cặp đó nó hợp lắm, thấy không? They match tại vì nó giống nhau, nó match. Hoặc là thí dụ mình đi kiếm mua cái áo, tôi đi mua cái quần màu này màu kia mà rồi không có cái áo, thấy không? Thành ra tôi phải đi mua, nhà tôi đi kiếm hoài mà không có, làm sao mà nó match được hết rồi. Thế nó hoặc là nó đậm hơn hoặc nó lợt hơn, rất là khó match. À, nhưng mà khi tìm được được đúng á thì người ta gọi là it is match. Yeah, match. Yeah. Cho nên match đó là làm mai, là mình match hai người với nhau. Cái người làm mai gọi là gì? Match maker. Make là làm á. Động từ make là làm, biết không? Đọc với tôi match. Make. Maker mà thêm cái R là thành người ta. À, cái động từ mình thêm cái R nó thành cái người hay cái máy? Thêm cái người hoặc máy. Match maker, người làm mai. À, match maker là người làm mai. Chữ maker có khi mà bên người Mỹ nó hay dùng cái chữ nên nhiều lắm. Họ kêu là your maker. Troublemaker. Yeah, problem maker là cái người mà làm lộn xộn hoài. Trouble maker. Cái người đó là trouble maker. Trouble là sự phiền não. Sự phiền não, sự lộn xộn. À, phải vậy không? Trouble chứ? B-L-E. B-L-E. À, trouble. Trouble. Mình là bị cái trouble hoài à, tôi lúc này bị trouble hoài à, đó mà nghe Mỹ nó hay nói cái trouble, nghe không? Well, what's the trouble? Phải chứ, what's the trouble? Chuyện gì vậy? Nghe không? Chuyện gì? What's the trouble? Nghe không? Nhưng mà cái tôi muốn nói là cái maker đó, người Mỹ họ dùng cho maker mà viết hoa. Ai đoán được nó là gì? Thường thường nó viết chữ hoa. À, your maker là cái người đã tạo dựng ra bạn. My maker là cái đấng đã tạo dựng ra tôi. Tức là ông trời đó. Yeah. Your maker. Một ngày kia bạn sẽ trả lời. With your maker. Một ngày kia bạn sẽ trả lời với cái người mà đã tạo ra bạn đó về những cái điều ác này. Thấy không? Mình làm ác đó. Người Việt Nam mình đó là quả báo nhãn tiền đó. Mình làm cái quả báo mà nhãn tiền. Ai báo lại cho mình thì phải có cái đấng nào đó phạt mình giác, thấy không? Thì người Mỹ nó gọi là maker, tức là thượng đế. Yeah. Your maker. Thí dụ như là thường thường họ nói với tòa án hay là ông tòa ông kêu án mà cái người đó tử hình, bị tử hình á, thì ông nói là you will see your maker. Anh sẽ gặp đấng tạo nên anh. His compassion, cái sự thương yêu của ngài hay là sự thương xót của ngài vậy đó. May God save your soul. Cầu xin thượng đế cứu linh hồn anh, hay là may your maker save you, cái đấng tạo nên anh, cứu anh. Cho nên ở nhà mình thì có cha mẹ mình là maker, là cha mẹ, đúng không?
cha mẹ. Cho nên á, cái người mà maker mà trên hết là Thượng Đế. À, cho nên cha mẹ đó là trời ở trong nhà. À, tu tại gia đó, à, trời trong nhà. Cho nên cái hôm trước tôi có nói, chưa nói là năm cái thập giới mà của đạo Chúa đó, là năm cái thập giới đầu ra là đạo hiếu, thì trong đó có cả cha mẹ trong nhà. À, nhưng mà cái người mà cha mẹ trên cùng hết là cái maker, chữ hoa, chữ hoa này nhé, cái đấng mà tạo nên anh. À, mình học cái chữ make, sau tôi mới qua cái chữ make. Make là làm, match là làm mai, thấy không? Good match. Cặp đó là hay đó, cặp đó hợp đó. Good match. Thuật ngữ mình có câu nói sao? Thuận vợ.